lần đầu tiên viết tiểu thuyết, hành văn khả năng kém muốn chết, hy vọng các vị hiểu được mong các bạn đừng chê tác giả. Tác giả đồng thời là fan của tinh cầu thiết đạo và chuyển sinh thành nhận thì sao thêm một tác giả nữa là Nguyệt Ký Nhân. Chương 1 Xuyên qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thường ngày Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Trạm không gian Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tin, tiêu lên câu một cái không được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Chuông cách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Trắng dệt muốn bị lừa chạy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Không nói thú không đối với siêu cấp tăng cường tấm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Thứ 9 chương khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. Đêm trắng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.